đây rồi. Ôi dồi ôi, ôi dồi, đóng hàng anh em ơi. Đồ câu lục phương thảo fixing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Đây quay cho anh em xem một đoạn của con sông này nhé. Đây con sông nước nợ anh em ạ, sông nước nợ đổ là cửa sông lớn là Bạch Đằng đấy. Đoạn này, này lâu rồi em hôm nay mới quay lại. Trước thì đến đây đánh cũng hay được cá, dạo này người ta quần đây đánh lưới với kích cũng nhiều đấy. Thành cá mõm. Hôm nay trời nó âm u mưa mưa mát thì ra quánh không được con nào. Trời sầm sầm trời, chuẩn bị mưa nơi anh em ạ. Rồi ra đồ anh em nhé, hôm mưa, sắp mưa đây. Ôi trời này nó mưa gió quá anh em ạ. Này ủ chua mang tương đối là nhiều, mỗi tội là đánh trời này nó mưa quá. Bởi nước này đang trôi, khả năng em đang tính là người sẽ đánh đài trước, còn đâu tí là sẽ quân lục xong. Cứ thảo ổ đi. Nhà mấy con chuột nó bực mình. Anh em mình nhìn này. Để cầu thang mấy con chuột nó cắn cho kinh khủng thởm luôn. Đã màn bục hết cả túi bóng. Túi trong túi dưới này, mồi mồi nó chua thế này mà chúng nó còn khập. Nọ em đi câu về em để trong túi bóng cái mồi cục nó chua lát mà chúng nó còn khập mà bét bè nè. Đó là cái bọn chuột này nó kinh khủng thật. Em mang cả thêm ít cắm gà đi, mồi nó có khô đi. Mình ở cái chỗ xử lý. Để cắm gà để bên cạnh anh em này. Đánh tạm đài trước thì xem nó có ăn thua vì đài chạm đáy đỡ trôi. Đó. Cái phần ở mặt này giờ chắc cứ bóp mà chua thơm đó anh em ạ. À, bóp xuống là thảo đó. Sổng nước mình mồng này. Đánh đầu cần thôi. Nước sâu lắm anh em, bữa này nó phải 3-4 mét đấy, không phải ít đâu. Nước phải sâu 3-4 mét, chứ không phải ít đâu. Đấy. À, phải khả năng là đánh lục đi anh em ạ, không định đài. Đài một cần bất ở vạ bên kia đây. Để lục cho nó an toàn. Đây rồi. Đóng rồi đó. Ủ ơi, ông đóng hàng rồi anh em ơi. Đây rồi. Đóng rồi đó. Ủ ơi, ông đóng hàng rồi anh em ơi. Đóng rồi. Úi giời ơi. Mày chạy đâu? À. Wow, đóng. Đóng vừa các anh em ơi. Ui, con này to chưa? Mày chạy này. Mày chạy này. Hàng rồi anh em ơi. Đóng hàng. Wow.
chạy đâu. Ui, vừa các em ơi. À, con đầu tiên. Mày. Rồi, anh em mình nhốc bóng cái này lên luôn. Đấy, chạy đâu. Đấy, nhà mình còn to chưa? Phê quá. Ui, nóng thẳng mặt. Mất chạy. Vào đây. Trời đang mưa. Wow. Em quên chưa rút vào cho anh em ạ. Vào đây, mày bò. Bò mày lên luôn. Rồi. Wow, trời mưa gió bò còn vực đẹp quá anh em ạ. Con này kéo phế thế. Ui, con này to luôn anh em ơi. Sướng chưa? Nào anh em ơi, sướng chưa? Ôm hẳn mặt nhé, con này kéo khỏe thật. Nó giật bịch phạt. Ngọt quá. Vừa cái đóng hàng này. Vượt anh em ơi, con này đúng còn vượt rồi. Con này anh em gỡ cầm chì ở lưỡi gỡ nhé, hết sức bình tĩnh. Nó đau nó dễ nặng lắm đấy. Không đơn giản đâu. Đó. Ok, đẹp luôn. Ôi, ok đẹp luôn, con vượt to chưa anh em ơi. Này, các bác nhìn này, đúng là cá ngoài sông nó đói nhỉ, nó gầy. Trời mưa đóng lấy phê được. Các bác nhìn bụng nó đói meo luôn. Cái giống mà cá vừa mà đã ăn bột thì chứng tỏ rất là đói. Mang này sắc nặng. Nó dậy. Ui, nó dậy chém phăng vào tay chảy máu anh em ạ. Đây này. Ui, nó dậy nó chém phát vào tay xả mất miếng tay anh em ạ. Nó dậy ác con chém phăng ngay vào tay anh em ạ. À, chảy máu rồi. Còn mang này sắc lắm, thôi cho ngay vào giỏ bác nhá, không có lằng nhằng cái giống này. Cho ngay vào giỏ anh em ơi, không có lằng nhằng cái giống này, nó chém kính, chém mất máu tay mình. Mang nó sắc lắm, còn này kinh khủng luôn. Đấy. Vào ạ. Vào, chuẩn bài. Đó. Vào luôn anh em, kinh con này nó vừa nó dậy phăng chém phát xẻ tay. Tụi. Ấy giời, có cái cây cắm ở đây đã. Chứ mấy cây đã. Cây cắm ở chỗ này anh em nhé. Đấy, cái này mà chạy đâu. Ua, trời mưa đóng một con cá to nó phê hẳn cái thằng gãy. Móc đây rồi. Ai à. Đóng một cá to phê hẳn thằng người anh em ạ. Bột. Rồi. Ủ chua của em đánh chung là cá sông là tuyệt vời. Quan trọng là anh em mình biết phối mồi. Mình đánh theo thể loại gì, cá gì. Cá nước ngọt hay nước nặng nhé. Vâng. Tùy mỗi loại cá khác nhau thì mình phối mồi nó khác nhau. Đấy. Anh em thấy ra ngoài kia chìm mất hút ngay, sâu lắm, nước ngoài đấy sâu lắm. Thả đúng cái nụ phao lên là đẹp. Bây giờ mới ăn sáng anh em này, bây giờ 9 giờ hơn rồi. Trời mưa gió quá. Cuộc sống câu kéo này nó thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà được cái nó vui anh em ạ. Nhà gói mì tô ngắm phao thế, cuộc đời thế là tuyệt vời này. Không còn gì mà chê nữa. Nhà gió nhặt tỏi lắm. Giờ nó cũng ngớt mưa này. Cuộc đời nhai gói mì tôm sống ngồi ngắm phao, cái này cũng là ok. Trời bây giờ nó cũng ngập mưa rồi, sáng nó mưa to quá. Anh em nhìn chân tay nhây nhụa, kẻ nào đi ủng thì nó sạch.
Có bác nào có sở thích ăn hảo hảo giống em nhỉ? Từ hồi đi học đến bây giờ chỉ ăn hảo hảo ấy. Nhưng cái gói súp của nó mà chấm những quả chua chua ăn thì tuyệt vời. Ngon lắm. Đây rồi, đóng rồi em ơi, đóng rồi. Đây rồi, đóng rồi em ơi, đóng rồi. Ui, con gì to quá. Đóng rồi. Ui, hàng em ơi. Ui, rô phi to chưa anh em ơi. Wow, con rô phi sống to chưa. Ui. Đẹp. Mắm mấy anh nhỉ. Đẹp quá các bác ơi. Vợt nhá. Ui, nhưng nó phi to quá. Úi trời, úi trời, úi. Nó băm. Con này nó đóng nó cũng khỏe thôi. Vào đây. Ui, khỏe thật anh em ạ. Mày này. Vào. Rồi, ok. Ui, ok anh em ơi, con rô phi to nhỉ. Ui, lọt lưới, chưa rồi. Cái túi này bị nọ nó bị rách, túi lưới bị rách còn chưa ấy lại được. Ui, to chưa? To chưa các bác ơi. Rồi. Con này túi lưới của em nọ nó bị rách thì nào nó bị lọt. Tuyệt vời. Con này phải cầm sát cái chì anh em ơi, nó dẫy phát ra dính nữa cái tay đấy. Chắc chì. Cảm ơn. Gỡ hơi khó đấy. Cảm ơn. Cùng nữa đóng bụng à. Đó. Wow. Úi, vật cái lưỡi ra. Wow, được chú phi to cho anh em này, bàn tay luôn. Ôi, đấy, đi câu sông này trời mưa nó phải như thế này. Đó, đúng bàn tay. Anh em mình phê chưa? Này, các bạn nhìn con này thịt nó trắng nhỉ. Đồ phi sông nó phải như thế này chứ. Thịt trắng tươi ngon luôn. Cho vào dọa anh em ơi. À, các bạn nhìn phê chưa? Đồ phi trắng ngon chưa? Tuyệt vời, đánh lục phải thế này. Wow. Đẹp quá. Phải nói bộ môn ủ chua đánh cá sông tuyệt vời anh em ạ. Để quá, nằm cùng người nhỏ cho nữa ấy. Anh ok. Đây phao bầu 20 anh em nhé. Bầu 20 là chuyến họ. Lạch cái thao mà chỗ sông hơi cao. Đấy anh ạ. Chính xác nó phải là chỗ này. Tụt ngay sâu kinh. Đấy, chuẩn hộ. Đang có tí ổ nháy các bác ơi. Nó đầu vừa các bác vừa thấy nó vừa nó tụt xuống phát không? Đấy, đang bầm đấy. Đang bầm con này chắc chắn chết này. Bầm này khả năng rô phi rồi. Khả năng rô phi, biết ngay mà. Rô phi anh em đóng thẳng mồm. Rô phi, nhưng mà rô phi to. Đấy, con này đẹp. Đẹp tươi rõ rõ luôn. Con này rô phi anh em ạ, đập tươi đói đói. Lên. Được con rô phi.
được ngay con rô phi móc thẳng mồm anh em này. Đấy, các bác nhìn rô phi đây, ô rô phi sồng khác người, gãy bụng gãy quá. Cầm nữa anh em cầm cẩn thận nhá, đấy mắc vào. À, rồi ok. Ôi giời. Ôi giời. Bắn nhanh nhanh. Ôi giời. Kinh quá. Ok ok anh em. Ai da. Ôi con này là to bắn khiếp quá. Rồi. Vào. Ủa khiếp tởm, được con cá nó dãy bắn bé bét hết camera anh em này. Nhanh nhanh hết. Mi 10. Bé bét hết rồi. Đang có con bập bập, đang con bập bập nhún nhún các bác ơi. Các bác nhìn thấy nó vẫn nó hơi rút xuống khá nè. Nó vừa nó hơi nhún xuống phát. Bọn này còn nhún dập là chết luôn. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, đóng hàng anh em ơi. Ôi dồi ôi. Đóng hàng thôi. Wow. Ôi dồi ôi, đóng hàng to anh em ơi. Wow. Bỏ lỗi, bỏ lỗi. Bỏ lỗi. Ôi dồi, bỏ lỗi hàng. Wow, mà chạy đâu. Ôi dồi, vừa. Ôi dồi, khủng anh em ơi. Ôi hàng to quá, hàng to quá, con này đóng ui dồi, ui một chôm nữa em ơi, con này mất rồi. Ui nó ngậm cả một chùm nữa em ơi anh em này. Ui con này mất gỡ. Ui đúng rồi ui 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 vào còn chưa, ui còn hơi yếu ui. Chưa đưa nước vào bọn anh em ạ. Ủa. Ok ok. Vật hơi yếu. Vật hơi yếu. Vào. Ui hàng to hàng khủng anh em ơi. Đúng vừa khủng rồi. Con này to thế. Ui con này to nó ngậm. Lên cẩn thận, hết sức cẩn thận anh em nhé. To dã man. Ôi con này to dã man anh em, to hơn con vật ít nhiều. Chết dở con này nó ngậm mồm nữa đây rồi, gỡ làm sao đây. Ôi con này vẫn phải để trong vật để gỡ anh em nhé. Ôi chết dở anh em, mà con này nó ngậm hẳn mồm nữa, cái này gỡ này khó lắm. Không biết có gỡ được không rồi. Ngậm đúng mồm nữa đây rồi. Con này khó nhài, bây giờ phải đè các bác nhé. Ai này các bạn lấy cây gãy ra không dám vào tay vào ăn thì ngậm cá mồm nữa sợ, đúng là thảm mặt. Con này thảm mặt quá anh em ạ. Ngậm cá mồm nữa sợ thật này, phải đè chân các kiểu mà. Ôi giời ơi, mở bột mà mày ngậm gớm mày. Ôi
dã man quá các bác ơi. Rồi, một nữa là là đấy cái cây to hơn cả các bác nhá, này sợ nó có tải lắm. Chó nằm yên đấy ạ. Này, chó nằm im anh em, lấy cây gậy sợ thật con này. Nó ăn kinh nhật, cầm chắc cái chì này. Gáy cái lưỡi trong mồm ra, con này cho tay vào nó đập ấy. Dã man ấy. Ok. Ao quả, ui dồi này còn có cái lưỡi ở đây nữa mà. Kinh đập hướm thật đấy. Bốn lưỡi ra rồi, còn một lưỡi. Ăn xấu thế. Thì các bạn thấy con này nó kéo xuống không? Bay ba, nằm yên. Nằm yên thì mới ra được. Ngỗng xấu lắm. Ngỗng tận trong đây cơ mà. Kinh khủng tỏ. Kinh khủng tỏm anh em ạ. Ôi giời. Ôi giời. Đóng vào tận đâu bây giờ. Kinh nó đóng, không biết đóng vào tận đầu các bạn, sợ thật đấy. Ôi à, kinh quá. À rồi. Rồi, ok. Mà nói công nhận cái quả lưỡi này đẹp. Đóng con này còng còng thế mà rằng mình cần tay mà nó còn khung quẻ lưỡi bình thường các bác nó giật nó quẻ ngay. Lưỡi đẹp. Nói chung là tiền ảo quá ấy. Rồi, anh em thấy dồi ôi, này miền Nam các bác gọi là cá chẽm đấy, chụp con này. Con này nó phải trên 3 cân anh em, thấy cần tay 10 hát vít thì con này các bác thấy không phải động vừa mà nó nhấc sốc con này lên luôn đấy, không nhấc sốc để nó bay vào nước nó giật. Anh em nhìn chúng nó mới phê mắt luôn. Cái loại cần bình thường các bác không thể làm được điều ấy được đâu. Đã quá thôi, cho rõ anh em nhé, phê phê. Wow wow, phê phê quá anh em ơi, con này to thế. Con này trên 3 cân. Ồ, oh, wow. Không dám cầm vào người nó anh em ạ, sợ nó nick vào tay lắm. Chuẩn, à, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Hả, to thật đấy.